Bão Noru khó giảm cấp khi áp sát miền Trung. Chuyên gia nhận định với nhiều điều kiện tác động, bão Noru khó có khả năng giảm cấp khi vào đến vùng biển Trung Trung Bộ. Hoàn lưu sau bão gây gió mạnh mưa lớn cho đất liền. Thông tin tại cuộc họp ứng phó với bão Noru sáng nay, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, các mô hình dự báo của quốc tế và Việt Nam hiện không đưa ra kịch bản nào về việc bão có thể giảm cấp khi áp sát đất liền miền Trung. Ông Khiêm nhận định, dù không muốn phải nói rằng rất khó có cơ hội để bão giảm cấp, nhiều yếu tố tác động khiến bão có thể mạnh lên và giữ cường độ mạnh cấp 13-14 khi vào đến vùng biển từ Quảng Bình đến Ninh Thuận. Theo chuyên gia, kịch bản về quỹ đạo của bão đã có sự thống nhất, nhưng các mô hình của cơ quan khí tượng quốc tế vẫn có sự chênh lệch khi dự báo cường độ. Dù vậy, không có dự báo nào cho rằng bão vào bờ với cường độ nhẹ. Đến sáng ngày hôm nay, mô hình của Mỹ và Trung Quốc vẫn dự báo bão mạnh ở cấp 15-16 khi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định, với thời gian ảnh hưởng trực tiếp là ngày 28 tháng 9. Trong khi đó, đài Nhật Bản dự báo bão mạnh nhất cấp 13-14, đài Hồng Kông cho rằng ở cấp 14-15. Hiện tại, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra kịch bản sau khi đi qua khu vực quần đảo Hoàng Sa vào tối ngày 27 tháng 9. Bão có thể đạt sức gió mạnh nhất cấp 13-14 và duy trì cấp này khi vào đến khu vực vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Ninh Thuận. Ông Khiêm phân tích yếu tố khiến bão mạnh lên bao gồm nhiệt độ nước biển cao, độ ẩm lớn, đồng thời gió Tây Nam ở phía dưới và gió Bắc trên cao tạo ra một tổ hợp làm cho cơn bão này không có khả năng giảm cấp khi đi sâu vào bên trong. Ngoài ra, bão dự kiến tác động trực tiếp từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận. Với những nơi có nhà dân giáp biển không có vùng chắn, gió bão khả năng ảnh hưởng trực tiếp với cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 15. Về thời gian, chuyên gia cảnh báo từ nay đến ngày 26 tháng 9 là thời điểm bắt đầu gió mạnh trên vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông. Bắt đầu từ chiều tối ngày 27 tháng 9, ven biển đất liền từ Đà Nẵng đến Bình Định có gió mạnh. Trên đất liền, thời điểm chịu tác động gió mạnh nhất là sáng ngày 28 tháng 9. Đồng thời, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định và Bắc Tây Nguyên có thể hứng đợt mưa 150-300mm trên đợt, có nơi trên 350mm chỉ trong vòng 2 ngày 27-28, sau đó mưa mở rộng ra Bắc Trung Bộ. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, trước diễn biến nguy hiểm của cơn bão số 4, các tỉnh thành phố từ Quảng Trị đến Bình Định đã ban hành lệnh cấm biển. Ngoài ra, các địa phương trên rà soát phương án sơ tán dân với tổng số gần 214.000 hộ, tương đương trên 868.000 người. Trong đó, trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. Các tỉnh này đã sẵn sàng phương án sơ tán hơn 93.000 hộ với khoảng 369.000 người, tùy theo diễn biến của bão. Đồng thời, đơn vị liên quan chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, hàng không, sân bay, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai khi bão đổ bộ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.